Hello, xin chào mọi người. Hôm nay Trần Liêm sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà thay cái ben cút nhôm vô trong mấy cái đàn S700, S900, 710, 910 á. Thì đặc điểm của cái ben của nó như thế này nè, Trần Liêm sẽ chỉ cho mọi người luôn nha. Ví dụ như đây là một cái ben zin của nó, mặc dù là nó còn xài tốt nhưng mà Trần Liêm vẫn phải thay ben vô. Để thứ nhất là mọi người mua về sau này chơi lâu dài á, nó không có bị khỏi phải thay ben, đỡ tốn tiền của mọi người. Đó, thì mà khi mà thay vô thì mọi người thấy là khi mà lắp vô đây thì cái socket này nó nằm ở phía trên và cái đầu dây này nó được dính vô đây, thì đó là chuyện diễn nhiên bình thường rồi. Nhưng khi mà mọi người nhận được cái ben mà cái đầu nó nằm ở phía dưới đây như này nè, thì mọi người sẽ nói sao nó không có khớp. Thì đúng là nó không khớp nhưng mà thực chất là nó y chang, và cái ben cúc nhôm này là ben bền hơn cái ben cúc nhựa. Rồi, để thay được thì chúng ta cũng lắp vô, nhưng mà ở trong này mọi người thấy là nó có hai cái thanh không? Nó có hai cái trụ dư ở đây nè. Thì chúng ta sẽ cắt bớt một cái trụ đi. Lấy cái kìm cũng được nha. Bẻ nó để cho cái nhàm, cái socket ở dưới đây nó đừng có đụng vô cái trụ này. Thì lúc đó mọi người làm ok. Lúc đó là sau đó mọi người cắm dây cáp vô là xong luôn ha. Nè, cắm vô cho mọi người xem luôn nè. Đó, cắm như vậy. Rồi cái lắp hai ngóc lại nữa là xong ha. Thì nó trên ở dưới thì bây giờ đa số là nằm ở dưới để cho mấy cái dòng 750 trở lên thôi à. Còn mấy cái dòng này thì chúng ta phải chế lại xíu, cắt cái trụ chỗ này xíu. Hai cái trụ này là hai cái trụ dư của Yamaha. Nó không có ảnh hưởng, không có sợ gì trên bo mạch hết trơn nha mọi người. Rồi, sẵn đây Trần Liêm giới thiệu mọi người cái đàn rất ok luôn mọi người. Đó, màn hình zin sáng rõ không sọc. Mọi thứ đều hoàn chỉnh hết. Nó có lắp luôn cái quạt tản nhiệt để hạn chế bị rè lo. Rồi, cái đàn này giá nó là 6 triệu rưỡi nha. Bình thường mọi người mua một cái cây đàn S900 đẹp và màn hình LCD, tức là màn hình giật đã thay vô rồi, cũng giá 6 triệu rưỡi. Nhưng ngày hôm nay Trần Liêm sẽ bán cho mọi người cây đàn S900 này với mức giá cũng 6 triệu rưỡi luôn. Đổi lại màn hình cực kỳ zin như đầu clip mọi người thấy nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Nếu có nhu cầu mua hàng liên hệ ngay. Xin chào.